Bạn là người đã đi làm, bạn muốn đạt học bổng du học nhanh nhất, bạn muốn săn học bổng chính phủ hay học bổng thạc sĩ thành công, và bạn muốn có kinh nghiệm từ mentor. Bạn là sinh viên, bạn muốn săn học bổng toàn phần, học bổng chính phủ trong tương lai. Bạn chưa biết 14 bí quyết giúp xây dựng hồ sơ khác biệt. Bạn cần chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp. Bạn Google mãi vẫn chưa tìm ra thứ mình cần để săn học bổng thành công. Không cần lo, hãy đến ngay với trường chuyên đào tạo online kỹ năng săn học bổng thành thạo đầu tiên tại Việt Nam, với hơn 10 khóa học chất lượng như bí quyết săn học bổng thạc sĩ, thấu hiểu học bổng chính phủ, bí quyết săn học bổng tiến sĩ tại Úc, chiến lược và kỹ năng săn học bổng du học thành công, với hơn 1.500 học viên đã tham gia và trên 95% học viên hài lòng với khóa học. Training chấm nguồn học bổng sẽ hỗ trợ bạn hệ thống hóa kỹ năng thực tiễn. Giảng viên là những mentor nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn có định hướng tìm thấy cơ hội học bổng nhanh nhất, hỗ trợ học viên 24/7, ưu đãi gói mentor 1/1 với chi phí thấp. Bật mí là có những kỹ năng, bí quyết mà bạn không thể tìm thấy trên Google đâu. Nguồn học bổng mở ra cơ hội nhìn thấy thế giới nhanh nhất cho bạn.